Story em. Như chưa từng có giây phút lìa xa, giờ mà trên vai anh u hà. Nhưng con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống lại phút đầu mỏi, có em cùng anh đến giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành.